ra học bài luyện tập trang 54. Bài 1. Đặc tính dự tính. Nghĩa A 68,72 trừ đi 29,91. 2 trừ 1 bằng 1. 7, 17 trừ 9 bằng 8. Với 8 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10. 18 trừ 10 bằng 8. Với 8 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3. Với 3. Ý B 52,37 trừ đi 8,64. 7 trừ 4 bằng 3. Với 3. 13 trừ 7 bằng 6 bằng 7. Với 7 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 12 trừ 9 bằng 3. Với 3 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4. Với 4. C 75,5 trừ đi 30,26. Đấy, chú ý cách đặt tính. 2 thẳng với 5. Ta thêm số 0 đây để trừ. 10 trừ 6 bằng 4 với 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2 với 2. 5 trừ 0 bằng 5. 7 trừ 3 bằng 4 với 4. D 60 trừ đi 12,45. Bây giờ thấy là chỗ này ta sẽ phải lấy dấu phẩy và thêm 2 dấu 0 đằng sau. 2 dấu 0 thẳng với 4 và 0, à, 4 và 5. 0 trừ 5 bằng 10 trừ 5 bằng 5 với 5 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 10 trừ 5 bằng 5 với 5 nhớ 1. Phải nhớ một số đây là 3. 10 trừ 3 bằng 7 viết 7 nhớ 1. Số đây là 2. 6 trừ 2 bằng 4 viết 4. Bài số 2. Tìm x. Bài 2 tìm x giảm tải ý B và D. Làm A và C. A x cộng 4,32 bằng 8,67. Ta thấy x đây là số hạng, đây là số hạng, đây là tổng. X là số hạng, muốn tìm số hạng phải lấy tổng. Trừ đi số hạng còn lại là 4,32. X sẽ bằng, ta trừ 8,67 4,32. 7 trừ 2 bằng 5 với 5. 3, 6 trừ 3 bằng 3 với 3 bằng 4,35. Ý B là ý C. Ý C, ý B không cần làm. X trừ đi 3,64 bằng 5,86. Ta thấy x ở đây lại là số bị trừ. 3,64 là số trừ, 5,86 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu ở đây là 5,86 cộng với số trừ là 3,64. X sẽ bằng 5,86 cộng 3,64. 6 cộng 4 bằng 10 với 0 nhớ 1. 6 cộng 8 cộng 6 bằng 14 thêm 1 bằng 15 với 5 nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8 thêm 1 bằng 9 với 9. 9,50 là 9,5. Vì chữ số 0 cuối cùng của phần tập phân nó sẽ không bỏ đi, nó sẽ vẫn bằng cái số này. Để không, để nguyên cả số 0 cũng được, nếu không thì bỏ đi cũng được. Bài số 3 là bài giảm tải cũng không phải làm. Bài số 4. Tính rồi so sánh giá trị của A trừ B trừ C và A trừ đi hiệu tổng của B cộng C. Ta có A, B, C. A trừ B trừ C. Ôi, không biết A, B, C nữa. Cái dòng đầu tiên luôn nhé. A trừ B trừ C.
Đây là A trừ đi B cộng C. Cái dòng đầu tiên A trừ B trừ A là 8,9 trừ đi 2,3 trừ đi 3,5. Còn A đây là 8,9 trừ đi 2,3 trừ đi cộng với lại 3,5. Tính bên này 8,9 trừ 2,3 sẽ bằng 6,6. 6,6 trừ 3,5. Đây sẽ bằng, có dấu ngoặc ta phải làm dấu ngoặc trước, sẽ bằng chỗ này cộng vào bằng 5,8. 8,9 trừ đi 5,8 cũng bằng 3,1. Tiếp theo dòng thứ hai có 12,38 trừ đi 4,3 trừ đi 2,08 bằng 12,38 trừ đi mở ngoặc 4,3 cộng với 2,08 bằng 12,3 trừ đi 4,3. 12 trừ 4 bằng 8 luôn, đúng không? Trừ đi 2,08 thêm 0 vào đây. 10 trừ 8 bằng 2 viết 2 nhớ 1. 10 trừ 1 bằng 9 viết 9 nhớ 1 sau đây là 3. 5, 5,92. Ở đây ta thực hiện trong ngoặc trước. Cộng vào 4,3 cộng 2,08 8, 3, 6. Lấy 12,38 trừ 6,38. 12,38 trừ 6,38, 38 trừ 38 hết rồi. Thôi có sai đâu không nào. 5 4,3 2,08 4,3 2,08 6,38 12,38 trừ đi 6,38 bằng 6. Chỗ này trừ lại bên này 12,38 trừ đi 4,3 lỗi trừ sai. Lỗi trừ 12,3. 12,38 lại trừ lấy 12,3 trừ đi. Rồi chỗ này trừ sai chỗ này rồi. Chỗ này kết quả này sai rồi đấy. Làm nhanh quá ẩu này. 12,38 trừ đi 4,3 8, 0 8,08 trừ tiếp đi 2,08 0, 0 6, đúng rồi, bằng 6 rồi. Lúc nãy lấy 12,3 nên 12,38 rồi này. Thấy kết quả không giống nhau mà sắc sai ở đâu. Đây. Tiếp theo có 16,72 trừ đi 8,4 trừ đi 3,6. 16,72 trừ đi 8,4 cộng 3,6. 16,72 trừ đi 8,4 cho 0 đây, 2 trừ 0 2. 7 trừ 4 bằng 3. 16 trừ 8 bằng 8, nhớ 1, 1 trừ 1 0. Trừ tiếp đi 3,6. 2. 13 trừ 6 bằng 7, viết 7, nhớ 1, xong đây là 4. 8 trừ 4 bằng 4, 4,72. Ở đây ta thực hiện trong ngoặc trước vì có dấu ngoặc. Ta cộng vào 8,4 cộng 3,6 6,6
6 cộng 4 bằng 10 với 0 nhớ 1. 3 cộng 8 cộng 3 bằng 11, nhớ 1 là 12, vậy bằng 12. 16,72 trừ 12. Trừ đi 12. Chính là 12,00 đúng không? Hạ 2, hạ 7 đây. 7 trừ 2 bằng 7 trừ 2 trừ 0 bằng 2, 7 trừ 0 bằng 7. 6 trừ 2 bằng 4. 4,72. Cũng bằng 4,72. Và người ta yêu cầu tính rồi so sánh giá trị của A trừ B trừ C và A trừ đi B mở ngoặc B cộng với C đóng ngoặc. Người ta thấy là hai kết quả là giống nhau. Đây đều là 31, đây là 31. Đây là 6 và đây cũng là 6. Đây là 4,72 và đây cũng là 4,72. Người ta so sánh. Ta có A trừ B trừ C cũng bằng A trừ đi B cộng C. Đi B tính bằng hai cách. Tám phẩy ba trừ một phẩy bốn trừ ba phẩy sáu. 18,64 trừ đi 6,24 cộng 10,5. Cái bài đây. Ý B bài 2 đây. Cách 1. Bài này đang cách 1 nha. 8,3 trừ đi 1,4 trừ đi 3,6. Cách này ta sẽ thực hiện trừ như biểu thức người ta đã cho. Lấy 8,3 trừ đi 1,4 sau đó trừ đi 3,6. 8,3 trừ đi 1,4. 13 trừ đi 4 bằng 9, viết 9, nhớ 1, sau đây là 2. 8 trừ 2 bằng 6. 6,9 trừ tiếp đi 3,6. 9 trừ 6 bằng 3. 3,3. Cách 2. Cách 2 ta sẽ làm như ý A. Có nghĩa là ta có nhận xét là A trừ B trừ C sẽ bằng A trừ đi B cộng C. Vậy ta sẽ làm A trừ đi B cộng C, đúng không? 8,3 trừ đi 1,4 cộng 3,6 nó sẽ bằng 8,3 trừ đi cái này cộng vào với nhau 1,4 cộng 3,6 nhớ 1 là 5 trừ đi 5 đấy, và đây sẽ bằng 8 trừ 5 bằng 3, vậy bằng 3,3. Ở bên này cách 1 trừ đi 6,24 cộng 10,5 sẽ bằng 18,64 trừ đi thực hiện trong ngoặc này trước cộng trước cộng 6,24 cộng 10,5 cộng 10,5. Đấy, đã tính cho đúng nhá. 4, 2 cộng 5 bằng 7. 6 cộng 0 bằng 6. 16,74. Ta lấy 18,64 trừ đi 16,74. 4 trừ 4 bằng 0, 16 trừ 7 bằng 9, nhớ 1. 6 thêm 1 là 7, 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 1 trừ 1 bằng 0 bằng 1,9. Cách 2. 18,64 trừ đi 6,24 cộng với 10,5. Đấy, chúng ta sẽ viết ra bằng 18,64 trừ đi 6,24 trừ đi 10,5.
Vì nhân ngược lại ở đây ta có a trừ đi b cộng c, đây chính là a trừ đi b cộng c thì sẽ bằng a trừ b trừ c bằng a trừ b trừ c, để chuyển ra đúng không? Sẽ bằng a trừ đi 18,64 trừ đi 6,24 4 2 trừ tiếp 10,5 không 14 trừ 5 bằng 99 nhân 1 1 là đây là 1 2 trừ 1 bằng 1 1 trừ 1 bằng 0 bằng 1,9 cũng bằng 1,9.